chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, kêu trời trời cho lộc, may mắn liên tiếp, cơ hội vàng hốt bạc đổi đời, đúng năm Ất Tỵ 2025, giàu sang gấp bội. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu, vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng, thế nên ở đời ta không thể biết được ai là người ngay thẳng, ai là kẻ tiểu nhân, nhân vô thập toàn sự vô hoàn mỹ, có những việc bản mệnh càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi, thế giới rộng lớn lắm, lòng người lại khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Theo tử vi, mỗi con giáp sẽ trải qua những vận hạn khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm, có những lúc sao xấu chiếu mệnh, cuộc sống trở nên khó khăn, nợ nần chồng chất, nhưng cũng có những thời điểm sao tốt chiếu rọi, phú quý lâm môn thì mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt bước sang năm Ất Tỵ 2025 này, những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ được trời đất đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Và đây là thời điểm thịnh vượng, tiền vào như suối phức đầy vơi, công danh rạng rỡ tài lộc phát, hốt vàng hốt bạc lộc trời ban, tiền vào như nước không hề cạn, lộc cũ nở hoa lộc mới đến. Vậy, vận trình tử vi năm 2025 của bản mệnh tuổi Bính Thìn sẽ diễn ra như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là lời luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và lắng nghe, để hiểu rõ hơn về những điều may mắn và cơ hội đang chờ đón quý bản mệnh trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ chương trình. Một đời phú quý phồn vinh, bất ngờ lộc tới lung linh sắc vàng, nữ mạng Bính Thìn tài năng, đại phát lộc biếc lại càng vui thêm, tiền vô của cải nhân lên, muôn kiếp ngự trị bên trên đời người. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Bính Thìn thường gọi là thiên thượng chi long, tức rồng trên trời, cung chấn, trực kiên, mạng sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột, bà chúa ngọc độ mạng, thiên can bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, thìn, tam hợp, thân tí thìn, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Bính Thìn với nạp âm hành thổ, do can bính hỏa ghép với chi thìn thổ, hỏa sinh nhập thổ, tức can sinh chi, ngũ hành nạp âm và cả can chi đều tương hợp. Vậy nên Bính Thìn thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, gặp nhiều may mắn, ít bị trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can, mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Tuổi Bính Thìn nữ mạng là mẫu người tinh tế, biết tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng khi cần thiết, họ rất kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Họ còn là người khá nhạy cảm trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Phụ nữ tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ còn là người có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ, nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản ngại khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn, có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Bính Thìn mệnh thổ rất lương thiện, dễ mùi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống họ khá nhiều bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ, thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nữ mạng, rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là những người khác giới, nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành, vì vậy bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc,
không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác, tuy tiền vận có vất vả, gập ghềnh sóng gió, nhưng giai đoạn trung vận, tuổi Bính Thìn từng ngày gặt hái được nhiều thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không ít người tuổi Bính Thìn, chưa đến 40 đã có tất cả. Nhìn chung, một khi tuổi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi, nhưng họ cũng có một nhược điểm, là một khi cảm thấy chán trường, mệt mỏi, họ trở nên yếu ớt và có thể bỏ ngang tất cả mọi thứ trước đó. Những lúc này, chỉ cần có những người thân, người bạn luôn ở bên cạnh, kiên trì động viên và cổ vũ, thì những cô nàng tuổi Rồng sẽ có thêm động lực lớn lao để vượt qua hết thảy. Nguồn động lực đó tạo ra sự an tâm rất lớn cho Bính Thìn, là chìa khóa để họ bứt phá mọi hoàn cảnh, chông gai. Thế nên trải qua chặng đường đó, mỗi một năm trôi qua, Bính Thìn lại phát triển lên một bậc, gây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc. Tiền bạc tích lũy được cũng rất nhiều, càng lớn tuổi, nữ mạng tuổi Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ, nhiều người càng giàu có, sung túc, cuộc đời viên mãn. Xét tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025, tuổi Bính Thìn nữ mạng, theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Ất, bình hòa, không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ, tự thân lo làm lo ăn, hầu như không có sự trợ giúp nào từ người thân hay bạn bè. Xét về địa chi, Thìn gặp Tỵ, bình hòa, vận khí bình ổn, công việc đa phần do nỗ lực mà thành, mưu sự không vấp phải quá nhiều trở ngại, mọi vấn đề đều nằm trong tầm kiểm soát. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành thổ, gặp năm Ất Tỵ hành hỏa, tương sinh, rất tốt, công việc thuận lợi, dễ được quý nhân giúp đỡ mà thành, tiền bạc dư giả, có điểm báo thăng tiến, có danh có tiếng. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành, năm Ất Tỵ 2025 là năm khá bình ổn đối với tuổi Bính Thìn nữ mạng, không có nhiều xáo trộn hay biến cố lớn xảy ra. Công việc làm ăn y án như cũ, chăn nuôi trồng trọt ở mức bình thường, tiền bạc có vào ra tích lũy, cuộc sống bình an qua ngày. Thứ hai, xem tử vi năm 2025, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là một hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú, nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó, ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn. Nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ đạt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác không có chủ định rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong gia đình mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng. 6 tháng cuối năm mọi sự sẽ có khởi sắc, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng tiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Vào năm Thổ Tú tinh chiếu, cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha lợi dụng, trước khi làm phải đánh giá phân định rõ ràng. Đừng tin người mù quáng mà thiệt thân, sau này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Nếu mưu tính đại sự nên tránh 2 tháng này để đề phòng bất chắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh phung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người tuổi sao Thổ Tú nên đề phòng trộm cướp, cướp giật, đồng thời đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là 9 điều lành, tránh cãi vã tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh, tương khắc,
Hành thổ thì thổ tú tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ tú hợp màu đỏ, hồng, tím, cam, hành hỏa và màu trắng, bạc, ánh kim, hành kim. Thổ tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy. Dựa vào màu sắc hợp khắc với sao thổ tú, đương số nên chọn màu hợp mệnh nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn. Chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn, do thổ tú là sao trung tinh, gia chủ cần mạnh dạn trong việc kích vận khí, tận dụng cơ hội may mắn nếu có. Hơn nữa sao thổ tú tuy xấu nhưng cũng không thuộc ba sao chiếu mạng xấu nhất. Để hóa giải hạn vận của sao này, bản mệnh tuổi Bính Thìn nên tích cực làm nhiều việc thiện, sống thành tâm, lương thiện chân thành, không màng công lao mà giúp đỡ người khác, phúc phần này sẽ được soi tỏ, cuộc đời nhờ vậy mà cũng bớt gian truân trắc trở. Thứ ba, xem tử vi năm 2025, nữ mạng tuổi Bính Thìn theo niên hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ, nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai, để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu, Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy gặp hạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp hạn này dễ mắc đau đầu chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân, do đó trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi. Nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước, vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết, nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù là việc gì hay ai, dù là đứng ra làm chứng, hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp hạn này sẽ dễ mắc bệnh tật, một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác nhau. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang chữa trị, không những vậy còn tốn thời gian công sức chẳng thể tham gia vào những hoạt động công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh không đưa ra được ý kiến quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Thứ 4, vận niên năm 2025 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp vận niên, thử ngộ điền, tức là chuột gặp đồng lúa, hình tượng mang ý nghĩa về sự no đủ, tiền bạc hết rồi lại có, cơ hội tăng tiến tài chính ngày một gia tăng, thậm chí có cơ may trúng số. Về chuyện tình cảm, năm 2025 hứa hẹn là năm mà đương số đắc thắng về tình ái, gia đạo êm ấm, đón tin vui về chuyện con cái. Những người đã ly hôn và đang độc thân có thể sẽ có một số cơ hội tình cảm trong năm nay, bạn có thể chớp lấy cơ hội đó để có người kề cận sớm hôm. Thứ 5, xem vận hạn năm 2025 tuổi Bính Thìn, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Bính Thìn cần tránh các năm tam tai, Dần, Mão, Thìn. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976. Sẽ không phạm đại kỵ tam tai, mưu sự thuận lợi, nỗ lực ắt được đền đáp xứng đáng. Kim lâu năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là 50 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm kim lâu. Hoang ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Bính Thìn phạm tuổi Hoang ốc, ngũ thọ tử. Phạm Hoang ốc, ngũ thọ tử, có câu ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Gia chủ tuổi Bính Thìn không nên mua hoặc sửa, xây nhà, nếu vẫn muốn tiến hành việc này, có thể làm thủ tục mượn tuổi để giải xui. Thái tuế năm 2025. Bính Thìn 1976, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm thái tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976, năm Ất Tỵ 2025 là trạch khốc. Trạch khốc là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử.
trai khóc là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà, hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1976 gặp trạch khóc, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Bính Thìn có con đường sự nghiệp tương đối vững vàng. Bản mệnh có được các tinh mạch Việt trợ mệnh, vận trình công việc có sự ổn định và phát triển. Bản mệnh tuổi Bính Thìn bước vào giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Bản mệnh có kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú, cộng thêm trong năm có được sức mạnh của các tinh trợ mệnh, nên về con đường công danh, sự nghiệp như được chắp thêm đôi cánh, vận trình tương đối lạc quan. Trong năm gặp sao Thổ Tú ám toán, thử lòng kiên trì, bản lĩnh, quyết tâm. Bản mệnh vượt qua được thì vận trình công danh sự nghiệp càng thêm hanh thông, con đường thăng quan tiến chức trong tầm với, người làm ăn, kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn. Có thể nói, trong năm Ất Tỵ sẽ có những cơ hội và thách thức để bản mệnh tuổi Bính Thìn phô diễn tài năng, năng lực của bản thân, nâng cao giá trị trong tập thể, cơ quan và phát triển sự nghiệp. Bản mệnh phải biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu thì mới có thể thăng tiến nhanh chóng, đạt được mục đích theo kỳ vọng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào nửa cuối năm 2025. Do được thiên quan nâng đỡ nên tận dụng, nửa đầu năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái quả ngọt. Kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận, tuy nhiên sức cạnh tranh lớn khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điểm phá hoại do tác động của cục diện thái tuế và thiên cầu hung tinh, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm 2025 Ất Tỵ, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp những trở ngại nhất định, tuổi Bính Thìn nữ mạng nên có kế hoạch từ đầu năm, cẩn thận trong làm ăn, nên tiến hành từng bước để vừa thăm dò thị trường, vừa để chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực, ứng phó khó khăn cũng như đón nhận cơ hội mới, dục tốc bất đạt, làm gì cũng cần ghi nhớ điều này quý bạn nhé. Về phương diện tài lộc. Trong năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Bính Thìn 1976 có đường tài lộc khá lý tưởng. Năm này đối với bản mệnh tuổi Bính Thìn có được các sao Thanh Long, Lưu Hà là tượng rồng vẫy vùng trên mây. Trong năm nhiều việc thuận lợi, công danh thăng tiến, buôn bán gặp nhiều may mắn, trôi chảy, tài khí vượng, của cải dồi dào. Một điều đáng lưu tâm ở đây là Thanh Long, vốn là một sao về tín ngưỡng, tâm linh, lại hội hợp với nhiều sao phúc tinh như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Thiên Quan, nên bản mệnh cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo, tạo dựng ý niệm tốt. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật, thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc dồi dào hơn nữa. Trong năm này bản mệnh có được nhiều các tinh thúc đẩy và sự nghiệp phát triển, nhiều người trong năm này có thu nhập rất khả quan, thậm chí còn có khả năng được tăng lương, nhận thưởng. Năm này, công việc được thuận lợi, tài lộc, của cải không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những người làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban nên không cần phải lo lắng nhiều. Bản mệnh tuổi Bính Thìn là người có khả năng quản lý tài chính tốt, bạn thường thu được lợi nhuận trong đầu tư và quản lý tài chính, vì vậy tổng thể tài sản của bản mệnh cả năm cũng khá ấn tượng. Đặc biệt, trong năm này bản mệnh tuổi Bính Thìn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống gia đình. Nếu có ý định đầu tư thì nên tìm kênh đầu tư dài hạn, tránh đầu tư theo kiểu lướt sóng, RA dễ dẫn đến thua lỗ gây hao tán về tiền bạc. Bạn nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a dua đám đông. Bản mệnh tuổi Bính Thìn trong năm này, công việc được thuận lợi, tài lộc của bạn không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng, những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc.
Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Năm 2025 mở ra nhiều mối quan hệ cát lành thúc đẩy nhân duyên vượng, tuổi Bính Thìn hợp tác làm ăn cùng người khác dễ sinh lời, nhất là với người tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tuy nhiên về gia đạo, trong năm này có điểm báo tang sự do hai hung tinh Tang Môn và Thiên Khốc đưa tới. Tình cảm vợ chồng gặp trục trặc, gia đạo bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của bạn. Vấn đề có thể xuất phát từ mối quan hệ vợ chồng, hay bản mệnh phải bận tâm, lo nghĩ cho con cái, bạn nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, đồng thời tiết chế cảm xúc để gìn giữ các mối quan hệ. Về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của bản mệnh tuổi Bính Thìn trong năm Ất Tỵ 2025, không mấy lạc quan. Bản mệnh bị ảnh hưởng bởi hung tinh bệnh phù, làm cho thể chất của bản mệnh suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Đặc biệt, bản mệnh trong năm này bận rộn với sự nghiệp và nội trợ có khả năng phát sinh bệnh tật do làm việc quá sức, khiến bản thân suy sụp vì căng thẳng hoặc quá tải. Lại thêm sự ràng buộc của hạn huỳnh tuyền, chủ về sức khỏe, làm cho bản mệnh dễ mắc các chứng bệnh như đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, bản mệnh tuổi Bính Thìn trong năm này nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, làm việc và nghỉ ngơi phù hợp để tránh ảnh hưởng đến vận trình tổng thể cả năm. Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mạng Bính Thìn, sinh năm 1976. Hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Quý bạn Bính Thìn nữ mạng trong năm gặp sao thổ tú chiếu mạng. Đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu mà giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn huỳnh tuyền trong năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Đối với người tuổi cao, bị cao huyết áp cần sử dụng, áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối, mỡ và các chất kích thích vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến đột quỵ. Cần tránh đầu tư kinh doanh quy mô lớn, không vay mượn tiền hay nhận bảo lãnh vay tiền, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất kỳ ai, kể cả người quen biết không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện. Đây đều là những điều nên làm nên không phải gặp năm hạn mới thực hiện, mà cần làm thường xuyên sẽ giúp tăng thêm phúc đức, vận may. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Cóc thiềm thừ, cóc và ngậm tiền. Có lẽ con người ta không còn xa lạ gì với con cóc thiềm thừ trong phong thủy, đặc biệt cóc thiềm thừ là một trong những con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn vô cùng hữu ích. Hình tượng ngồi trên đống tiền vàng của con cóc với mong muốn cầu mong những điều tốt đẹp và may mắn, tài lộc cho gia chủ. Con cóc thiềm thừ ba chân này luôn hướng vào trong, thể hiện sự phú quý, đem lại nhiều tài lộc cho những người làm kinh doanh và buôn bán. Tỳ hưu, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn.
với sứ mệnh đem lại sự may mắn, niềm vui và tài lộc cho những người thiếu vận may. Đây cũng chính là lý do tại sao bên cạnh những con vật trên bàn thờ thần tài, người ta lại đặt thờ con vật tỷ hưu này. Đối với người tuổi Bính Thìn, tỷ hưu được xem là con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn, thay đổi vận mệnh cho gia chủ tuổi Bính Thìn. Tỷ hưu thay đổi hướng nhà gia chủ, bảo vệ, đuổi tà ma và trấn an nhà, giúp gia chủ tuổi Bính Thìn sức khỏe, bảo vệ ngôi nhà của họ trước những khí giới không tốt. Long quy, linh vật hóa sát chiêu phú quý. Long quy là rồng sinh 9 con, với ý nghĩa đem lại tài lộc và tiêu trừ sát khí bên ngoài, long quy sẽ giúp người tuổi Bính Thìn giải trừ khẩu nghiệp, tai ương và đem lại bình an. Đặc biệt nhất ở con linh vật này là trường thọ, nhà nào có con vật này thì các thành viên trong gia đình sẽ dồi dào sức khỏe, sống lâu, ít đau ốm và bệnh tật. Trong phong thủy của người tuổi Bính Thìn, tượng chuột phong thủy, hình tượng con chuột nằm trên đống tiền tài là một điều được ngợi ca và mong cầu của người tuổi Bính Thìn. Người tuổi Bính Thìn sẽ để con chuột phong thủy này trong huyệt tài lộc ở trong nhà, bởi theo quan niệm của họ rằng con vật này sẽ làm gia tăng tài lộc, vận khí tốt cho họ trong kinh doanh và buôn bán. Tượng voi, vật phẩm phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Voi là con linh vật đem lại may mắn và thành công cho người tuổi Bính Thìn. Sức mạnh là một trong những điểm nổi bật của con vật này. Chúng được thờ cúng và tôn vinh vì sự thông minh, may mắn và trí tuệ, luôn đem lại mọi sự thuận lợi, là đặc ân của con linh vật này. Khỉ linh phong thủy, may mắn cho tuổi Bính Thìn. Nhắc đến con khỉ, con người ta sẽ nghĩ ngay đến sự nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh. Biểu tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu của những người tuổi Bính Thìn, tức là sẽ đem lại tiền tài vô cùng lớn cho những người có vận mệnh này. Tượng rồng, vật hợp phong thủy của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Con linh vật phong thủy của tuổi Bính Thìn là con rồng, bởi chính nó là con vật biểu hiện của sự tươi mới và vinh quang. Rồng luôn hướng về hướng đông, hướng mặt trời mọc, tức là mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Do đó, con vật này luôn được các doanh nghiệp vô cùng sùng bái, tin tưởng và lấy làm hình ảnh thương hiệu của mình. Rùa phong thủy, biểu tượng của trường thọ. Hình tượng con rùa là biểu tượng của sự vận may và trường thọ đem lại cho gia chủ, bởi hình tượng trên lưng mai rùa mang những bí mật của trời đất. Con rùa ngồi trên đống tiền vàng thể hiện cho tiền tài, vật chất dồi dào, làm ăn phát đạt. Tượng sư tử trừ tà khí. Nếu bạn gặp trở ngại về tiền tài, thì tượng sư tử là linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn mà bạn nên lựa chọn, bởi tượng sư tử với ý nghĩa xua đuổi ma khí, bài trừ mọi trở ngại về tài lộc cho gia chủ. Người tuổi Bính Thìn nên đặt sư tử trước cổng để đem lại nhiều tài lộc, vận may và tránh được những trở ngại gây ra trong công việc. Tượng cá chép, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Cá chép hóa rồng là một câu nói quen thuộc mà ta hay thường nghe, vì thế mà cá chép được xem là biểu tượng của tính kiên nhẫn, chịu đựng và hướng đến thành công của những người tuổi Bính Thìn. Vâng, thưa quý vị, theo quan niệm của người xưa, chọn người hợp tuổi xông nhà sẽ giúp kích hoạt tài lộc, thu hút vận may cho gia chủ trong năm mới. Khi chọn người xông đất đầu năm ngoài yếu tố hợp tuổi, ông cha ta còn cẩn thận chọn người có tính tình tốt bụng, hiền lành, nhân hậu, được mọi người yêu mến. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Bính Thìn. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Bính Thìn trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Ất Dậu 2005, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Ất Tỵ 1965, tốt, Giáp Thìn 1964, tốt, Ất Dậu 1945, tốt, Bính Thân 2016, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Bính Thìn trong năm Ất Tỵ 2025 là Canh Dần 1950, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Mão 1951, không tốt, Canh Tuất 1970, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt, Quý Hợi 1983, không tốt, Tân Mão 2011, không tốt, Giáp Dần 1974, bình thường. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo,
giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng. Bước sang tháng riêng của năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Bính Thìn dưới sự tác động của nhiều cát tinh và không khí Tết Nguyên Đán, không khí lễ hội mùa xuân. Phần lớn bản mệnh tuổi này có vận trình tài lộc tương đối lạc quan, mọi mặt đều rất tốt, về cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề xảy ra. Khó khăn vẫn có thể xuất hiện, nhưng mọi thứ hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Bước vào tháng 2 âm lịch năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Bính Thìn có mối quan hệ gia đình khá lý tưởng. Trong không khí lễ hội mùa xuân, bản mệnh tranh thủ thời gian nhàn rỗi dành cho những ngày nghỉ, ngày lễ để về thăm nhà, thăm người thân, bạn bè, tăng cường tiếp xúc, giao lưu với người thân và kéo gần mối quan hệ thân thiết lên rất nhiều, gia vận vì thế cũng được an yên. Bản mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Tử vi dự báo, bước sang tháng 3 âm lịch, về tình hình sức khỏe của bản mệnh tuổi Bính Thìn, không tốt cho lắm. Thái tuế án ngữ cùng hung tinh bệnh phù đã kích, làm cho bản mệnh cảm nhận rõ rệt về sự suy giảm của sức khỏe ở độ tuổi 50, nóng trong người và hay cáu gắt. Mối quan hệ xã giao của bản mệnh trong tháng này cũng không tốt, dễ làm mất lòng người khác vì tính khí không ổn định, điều này gây bất lợi cho bạn. Tử vi khuyên bản mệnh nên kịp thời điều chỉnh tình hình hiện tại, đừng để các hung tinh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, bản mệnh tuổi Bính Thìn nhờ sự trợ giúp của các tinh mạch Việt, Thiên Phúc cho nên có vận trình sự nghiệp được hanh thông. Đặc biệt, bản mệnh trong tháng này sẽ được cơ quan cử đi công tác. Có thể đây là cơ hội tốt để cho bản mệnh phát triển sự nghiệp của mình, vì vậy, hãy nhân cơ hội này để học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Nhìn chung công việc tháng này của bản mệnh có kết quả tốt, có lợi cho sự thăng tiến và phát triển sự nghiệp của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Bính Thìn bước sang tháng 5 âm lịch có vận trình tổng thể tương đối khả quan. Với sự giúp đỡ của sao Hồng Loan, mạch Việt giúp cho con đường công danh sự nghiệp được hanh thông. Về mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với người bạn đời của mình được cải thiện đáng kể, đôi bên dần buông bỏ những mâu thuẫn và định kiến trước đây và cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những mâu thuẫn trước đó. Được các tinh trợ mệnh, đối với những bản mệnh đang còn độc thân cũng có thể làm quen với một số người khác phái, nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể nên duyên đôi lứa trong tháng này. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch đang có điềm báo gặp nhiều bất trắc, bị ảnh hưởng bởi hung tinh và các yếu tố kinh tế bên ngoài, làm cho bản mệnh có tình hình thu nhập không như ý, thu nhập chính có thể vẫn ổn định, nhưng thu nhập phụ giảm xuống trông thấy. Cục diện tương xung gây trở ngại, làm cho tình hình chi tiêu của bản mệnh trong tháng này mất kiểm soát, tiếp tục tăng cao. Nếu không có kế hoạch quản lý được cán cân thanh toán của mình, thì rất có thể sẽ khiến tài chính gặp nhiều khó khăn. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, mối quan hệ xã giao của bản mệnh tuổi Bính Thìn đã được cải thiện đáng kể, bản mệnh có thể thường xuyên gặp được người đáng tin cậy và có năng lực trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho bản mệnh, góp phần tạo ra sự thuận lợi cho sự nghiệp và công việc của mình. Trong tháng này có rất nhiều cơ hội để cho bản mệnh gặp gỡ, giao lưu, bản mệnh cần biết và phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, được dự báo, bản mệnh tuổi Bính Thìn có vận trình tài lộc khởi sắc. Sự thúc đẩy bởi các tinh giúp cho những người bắt đầu kinh doanh hoặc đang tham gia vào các dự án khởi nghiệp đã thể hiện rất tốt công việc kinh doanh của mình và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không những vậy,
Cục diện Thìn Dậu nhị hợp giúp thúc đẩy công danh sự nghiệp hanh thông, các nguồn thu nhập chính và phụ của bản mệnh tuổi này cũng tăng lên đáng kể, vừa có tiền vừa gặp nhiều may mắn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng. Khi bước sang tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của bản mệnh tuổi Bính Thìn lại đang có điểm báo chuyển biến theo chiều hướng xấu. Dưới tác động của hung tinh bệnh phù, địa phá, làm cho bản mệnh có thể gặp phải một số bệnh lý khác nhau như ho, sốt hoặc nhức đầu và đau bụng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng. Khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Bính Thìn về mọi mặt, tài lộc, tình cảm, sức khỏe đều khá tốt, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn nhiều, bản thân bạn vốn đã thông minh. Do đó, việc kiếm tiền càng không bao giờ là quá khó khăn đối với bạn. Tuy tài lộc ổn định, nhưng có phần phát triển hơi chậm, nếu bản mệnh muốn tiến bộ thì cần làm việc chăm chỉ hơn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng. Tử vi dự báo, bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Bính Thìn khá lý tưởng, nhất là về tài lộc. Bản mệnh kiếm được các khoản thu phụ ngoài dự kiến. Vận khí gia tăng ngay từ đầu tháng, bản mệnh Bính Thìn nên có kế hoạch trong việc đầu tư, kinh doanh không ngoan, tránh đầu tư ào ạt hoặc là đặt cục số tiền lớn vào một dự án nào đó để đảm bảo vốn đầu tư và thu được lợi nhuận. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều biến động, chủ yếu là bởi bạn không chịu mở lòng cho người khác một cơ hội. Những người đã có đôi có cặp cần chú ý trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, đừng để mối quan hệ tồn tại khúc mắc. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng. Bước sang tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Bính Thìn có khối lượng công việc tăng lên đáng kể, mặc dù gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng về tổng thể công việc vẫn diễn ra suôn sẻ, nhờ ảnh hưởng của các tinh, giúp cho bản mệnh hoàn thành tốt công việc của mình. Tháng này, đối với bản mệnh làm công việc kinh doanh, buôn bán, sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, có được lạc quan. Các hạng mục đầu tư từ trước đó của bạn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ này, bản mệnh tuổi Bính Thìn có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp. Ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho bản mệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Bính Thìn 1976, nữ mạng năm Ất Tỵ 2025. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc quý bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.